Thưa quý vị, hôm nay kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 bước vào tuần làm việc cuối cùng. Như vậy, từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua một số luật, nghị quyết quan trọng. Các luật được Quốc hội biểu quyết thông qua gồm Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Luật Đường bộ, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản, Luật Công nghiệp Quốc phòng, An ninh và Động viên Công nghiệp, Luật Thủ đô sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Biểu quyết có hiệu lực sớm đối với Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng. Với phương châm không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hoặc phương tiện đi lại, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 chỉ đạo tất cả các hội đồng thi trong tỉnh khẩn trương triển khai các phương án hỗ trợ thí sinh. Tính tới ngày 23 tháng 6 năm 2024, toàn tỉnh thành lập hơn 35 đội tiếp sức mùa thi tại 17 điểm thi với hơn 450 lực lượng tình nguyện viên, đã hỗ trợ gần 100 triệu đồng cho hơn 350 thí sinh thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn tham dự kỳ thi. Trong kỳ thi năm nay, tiếp tục duy trì các đội hình hiệu quả như điện thoại không đồng, giữ hộ vật dụng cho thí sinh, hỗ trợ những suất cơm, bánh mì miễn phí, chỗ nghỉ trưa cho thí sinh và người nhà thí sinh, phòng trọ miễn phí, sơ mi nút trắng đựng hồ sơ thi. Ngoài ra, các đội tiếp sức mùa thi cũng phát khẩu trang, nước suối, áo mưa, lượt xe ôm miễn phí, hỗ trợ đưa đón thí sinh đi thi, phát miễn phí viết. Theo kế hoạch, sáng ngày 25 tháng 6, hội đồng thi, ban coi thi tổ chức cuộc họp với các trưởng điểm thi. Trong các ngày 26, 27, 28 tháng 6, các điểm thi thực hiện nghiêm theo sự chỉ đạo của hội đồng thi, ban coi thi, báo cáo thường xuyên theo quy định. Nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh thì báo ngay cho lãnh đạo hội đồng thi, ban coi thi để kịp thời chỉ đạo xử lý. Nhìn chung, tính tới thời điểm này, hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Cà Mau năm 2024 đã chuẩn bị hoàn tất tất cả các khâu, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra trong các ngày 26, 27, 28 và 29 tháng 6, chấm thi từ ngày 29 tháng 6. Kết quả thi sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 17 tháng 7. Theo thông báo của Trung tâm Giải quyết Thủ tục Hành chính tỉnh, kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2024, cá nhân phải sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử. Theo đó, kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2024, cá nhân đến Trung tâm Giải quyết Thủ tục Hành chính tỉnh Cà Mau để làm hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử phải có tài khoản định danh điện tử VNeID để thực hiện đăng nhập cổng dịch vụ công. Trường hợp cá nhân chưa có tài khoản định danh điện tử VNeID, vui lòng liên hệ tại cơ quan công an các huyện, thành phố hoặc tại quầy số 3, Trung tâm Giải quyết Thủ tục Hành chính tỉnh để được hỗ trợ. Trường hợp có khó khăn vướng mắc trong quá trình đăng ký, đăng nhập tài khoản dịch vụ công bằng VNeID, đề nghị gửi thông tin cho Bộ phận Hỗ trợ Dịch vụ công hoặc liên hệ về Tổng đài của Bộ Công an qua số 1900-0368 để được hỗ trợ. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, hồ sơ hai nhóm thủ tục hành chính liên thông liên quan đến đăng ký khai sinh và khai tử được tiếp nhận giải quyết trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 63 năm 2024 của Chính phủ. Việc thực hiện thủ tục hành chính liên thông điện tử tại văn bản này có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật, không làm tăng chi phí cho cá nhân, tổ chức. Cụ thể, hai nhóm thủ tục hành chính liên thông là đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí và tử tuất. Lợi ích mang lại từ hai nhóm thủ tục hành chính liên thông được triển khai cung cấp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc sẽ giúp giảm thời gian chi phí đi lại cho người dân. Khi thực hiện thủ tục liên thông trực tuyến, người dân chỉ khai báo thông tin một lần để giải quyết 3 loại thủ tục hành chính. Cái cải cách hành chính mới bây giờ là nó thấy nó nhanh và gọn hơn, đảm bảo cái thời gian cho người dân đến cơ quan để tiện lợi hơn, thì tôi cũng thấy cũng hài lòng với người đó. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử là thành phần hồ sơ của thủ tục khác trong nhóm sẽ được hệ thống tự động chia sẻ, kho dữ liệu dùng chung để hoàn thiện hồ sơ gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng thời gian quy định.
thì người dân liên hệ trực tiếp tại cán bộ là công chức tư pháp của tỉnh thì sẽ được làm và hướng dẫn trên nộp trên hệ thống dịch vụ là một cửa điện tử của dịch vụ công quốc gia, và đồng thời là nộp, vừa nộp đăng ký khai sinh và đăng ký thường trú và cấp bảo hiểm y tế cho trẻ là chỉ một lần và nhận kết quả tại ủy ban dân phường một lần, không phải đi là nhiều lần. Đối với liên thông thì dân lại cái ví dụ như cái giấy chứng tử của cái gia đình chính sách thì lại làm giấy chứng tử xong rồi ở đây chỉ là scan hồ sơ thôi, rồi các cái phối hợp với cái ba ngành cho công an với tư pháp về tự ở đây xóa khẩu luôn, người dân không khỏi phải đi. Trước đây thì đi đến công làm cái chứng tử xong rồi đi đến công an để cắt khẩu. Còn nói về bây giờ thì làm giấy chứng tử xong rồi ngành lao động thì scan các cái mẫu hồ sơ để làm giấy chứng tử cho bà con, khỏi mất công đi đến đi lui để tốn thời gian. Kể từ ngày 1 tháng 7, các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, phần mềm nghiệp vụ của các địa phương đều được nâng cấp, hoàn thiện kết nối, chia sẻ, thông suốt với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và phần mềm dịch vụ công liên thông theo quy định của nghị định này. Giúp việc thực hiện thủ tục hành chính liên thông được diễn ra thuận tiện, người dân được hưởng nhiều tiện ích khi thực hiện thủ tục hành chính liên thông. Sáng nay, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ khai giảng các lớp trung cấp lý luận chính trị H139 và H140 năm 2024 với 120 học viên tham gia. Khóa học sẽ trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản có hệ thống về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những kỹ năng trong công tác lãnh đạo quản lý, một số nghiệp vụ về công tác đảng, công tác đoàn thể ở cơ sở, về thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng phát triển một số lĩnh vực ở tỉnh Cà Mau và những kiến thức bổ trợ khác. Thông qua hệ thống kiến thức cơ bản của chương trình góp phần xây dựng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phong cách lãnh đạo, quản lý, xây dựng đạo đức công vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Năm 2024, huyện Đầm Dơi được giao chỉ tiêu kết nạp 185 đảng viên mới. Đến thời gian này, huyện đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Đáng quan tâm là trong số 185 đảng viên được kết nạp, có 13 đảng viên là học sinh trung học phổ thông. Qua đó, gỡ khó cho công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới của địa phương trong những năm gần đây. Phát triển đảng viên trẻ có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên mới, làm trẻ quá đảng, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Để làm tốt công tác này, huyện sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống của đảng, xây dựng và hình thành thái độ, động cơ vào đảng đúng đắn cho lực lượng đoàn viên thanh niên. Thưa quý vị, thời gian qua, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đầm Dơi luôn tin tưởng vai trò lãnh đạo của đảng, sự quản lý của nhà nước, cùng chung sức, chung lòng xây dựng quê hương từng bước đi lên và không ngừng phát triển. Các chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số đã được thực hiện có hiệu quả. Các chương trình, dự án trên địa bàn huyện được triển khai kịp thời, đúng quy định, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2019-2024, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm lo, tạo điều kiện cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Các địa phương vùng dân tộc thiểu số đã hoàn thành việc hỗ trợ đất ở cho 24 hộ, hỗ trợ nhà ở cho 146 hộ, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 988 hộ và hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho hơn 730 hộ. Bên cạnh đó, thực hiện hoàn thành hơn 28 dự án phát triển sản xuất cộng đồng với hơn 300 hộ tham gia. Trong đó có trên 50% là hộ nghèo, cận nghèo. Hỗ trợ đầu tư xây dựng mới hơn 70 công trình đường giao thông nông thôn với chiều dài trên 40 km và thực hiện duy tu sửa chữa 16 công trình giao thông nông thôn vùng dân tộc thiểu số.
Ngoài ra còn thực hiện dự án hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em đối với địa bàn 3 xã khu vực 3. Tổng kinh phí thực hiện hơn 69 tỷ đồng. Tôi cũng là hộ nghèo, người dân tộc hộ nghèo, mà cũng được một phần hỗ trợ của nhà nước, nên gia đình nó phấn đấu vươn lên. Từ đó tới đây là cũng được thoát nghèo. Tôi xin nhường cái phần nghèo đó lại cho những người dân tộc khác có còn khó khăn hơn tôi, để có thể họ vươn lên trong cuộc sống. Sống tôi thì tạm ổn, con thì lớn, cũng có nghề nghiệp đi làm, người vuông thì cũng có để ăn hàng ngày, cũng có thể ổn định cuộc sống. 5 năm qua, huyện Đầm Chơi đã đạt được kết quả ấn tượng về công tác giảm nghèo, bình quân mỗi năm giảm từ 3 đến 4%. Tính đến cuối năm 2003, hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số chỉ còn 195 hộ, chiếm hơn 20% trong tổng số hộ nghèo toàn huyện, và 81 hộ cận nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm hơn 9% trong tổng số hộ cận nghèo toàn huyện. Các chính sách an sinh xã hội cũng được quan tâm thực hiện. Từ đó, đồng bào dân tộc thiểu số không những nâng cao đời sống vật chất, mà còn nâng cao cả về văn hóa, tinh thần. Tiếp tục chỉ đạo lồng ghép các cái chương trình mục tiêu, nhất là cái chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đối với đồng bào dân tộc, giảm nghèo bền vững cùng với cái nguồn lực để tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc phát triển vươn lên trong cuộc sống. Thứ hai là trong cái giải pháp giảm nghèo thì tiếp tục phân công đảng viên, đoàn viên, hội viên, các đoàn thể giúp đỡ đối với hộ nghèo và cận nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, giúp đỡ, tư vấn, hướng dẫn, tạo việc làm để cho hộ nghèo có cái cuộc sống tăng thu nhập để vươn lên thoát nghèo trong thời gian tới. Nhất là cái công tác giảm nghèo phải đi đôi với phải bền vững. Thứ ba là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, vận động trong đồng bào dân tộc thiểu số là nhận thức cũng như làm chuyển biến cái nhận thức của đồng bào dân tộc để có cái ý chí vươn lên, tránh sự trông chờ ỷ lại sự giúp đỡ của từ phía nhà nước cũng như cộng đồng trong xã hội. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đầm Dơi lần thứ tư năm 2004 sắp diễn ra với chủ đề các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững. Với quan điểm bình đẳng, đoàn kết giúp nhau cùng phát triển, những năm tới chắc chắn huyện Đầm Dơi sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên để từng bước nâng cao trình độ dân trí, mức sống của bà con dân tộc thiểu số. Hiện nay, huyện Ngọc Hiển có 4 di tích lịch sử cấp tỉnh và cấp quốc gia. Các di tích lịch sử không chỉ giáo dục truyền thống cho nhân dân trên địa bàn, mà còn tạo điểm đến cho khách du lịch trong và ngoài tỉnh khi đến tham quan, trải nghiệm tại vùng đất cực Nam của Tổ quốc. 4 di tích lịch sử gồm di tích lịch sử quốc gia Bến Dàm Lũng thuộc tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển, di tích lịch sử và thắng cảnh trên đảo Hòn Khoai ở ấp Rạch Gốc, xã Tân Ân, di tích lịch sử văn hóa đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Diên An và di tích lịch sử cấp tỉnh địa điểm cây me Rạch Gốc ở xã Tân Ân. Bên cạnh làm tốt công tác bảo tồn, đầu tư nâng cấp, xây dựng hạng mục tại các di tích, huyện Ngọc Hiển còn thực hiện các hoạt động ngoại khóa, những chuyến về nguồn nhằm phát huy các giá trị lịch sử của địa phương và thu hút du khách đến tham quan, tìm hiểu. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 6, tỉnh Cà Mau đã phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2024. Theo đó, nhiều hoạt động ý nghĩa được các ngành các cấp tổ chức nhằm thiết thực hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và triển khai thực hiện các chính sách bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh. Nghỉ hè là thời điểm trẻ có nhiều thời gian hơn cho hoạt động vui chơi. Đối với nhóm trẻ này, phần đông các em là con em của công nhân đang làm việc tại các nhà máy chế biến thủy sản. Buổi chiều, các em thường hay tụ tập vui chơi, chạy xe trước các dãy nhà trọ. Đại diện chính quyền đã đến các nhà trọ nhắc nhở phụ huynh nâng cao ý thức trông giữ, bảo vệ an toàn cho trẻ. Ở đây thì không có sân chơi cho bé, nên là các bé nó cứ chơi ngoài lộ như vậy thì rất nguy hiểm cho bé. Cũng có nhắc nhở bà con xe cộ bé đừng cho chạy ra đường ngoài đường. Nói chung nghỉ học rồi
dân ở đây thì nó cũng về xứ, chẳng hạn nhà trọ về xứ. Diễn ra từ tháng 6, tháng hành động vì trẻ em năm nay có chủ đề hành động thiết thực ưu tiên nguồn lực cho trẻ em, nhằm thực hiện quy định của luật trẻ em về tháng hành động vì trẻ em hàng năm. Nhiều hoạt động được tổ chức cho trẻ dịp này nhằm thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ. Thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch, dự án xây dựng các công trình và vận động nguồn lực cho trẻ em phát triển toàn diện. Công tác phòng chống tai nạn thương tích đối với học sinh nói riêng và trẻ em nói chung thì được Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Cà Mau chỉ đạo nhiều năm qua, đặc biệt là thông qua các cái buổi họp giao ban, họp kỳ hàng tháng, chúng tôi đều đưa ra những cái kế hoạch chi tiết cụ thể, phối hợp với các ban ngành đoàn thể để chúng tôi tuyên truyền cách sâu sát nhất là đối với cái công tác tuyên truyền về chấp hành luật lệ an toàn giao thông, và đặc biệt trong đó có cái phong trào và tuyên truyền về cái kỹ năng cho các em học sinh trong công tác phòng chống đuối nước. Đặc biệt trong dịp hè sắp tới thì chúng tôi càng đẩy mạnh hơn cái công tác tuyên truyền này. Tháng hành động vì trẻ em năm nay muốn truyền tải thông điệp đến toàn xã hội là hãy hành động thiết thực ưu tiên nguồn lực cho trẻ em để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Đồng thời đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách nhà nước trong thực hiện chính sách đối với trẻ em. Toàn dân cùng chăm sóc giáo dục, bảo vệ trẻ em. Tổng đài 111 tiếp nhận thông tin mọi lúc mọi nơi bảo vệ trẻ em, phòng ngừa và chấm dứt lao động trẻ em vì sự phát triển của trẻ, phòng chống tai nạn thương tích, gia đình cộng đồng giám sát trông giữ trẻ để đảm bảo cho trẻ quyền được sống an toàn. Thực hiện chỉ thị số 12 ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hiển về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động khai thác thủy sản, huyện Ngọc Hiển quyết tâm thực hiện các giải pháp chuyển đổi ngành nghề cho phương tiện khai thác gần bờ, hạn chế sát hại nguồn lợi thủy sản. Huyện Ngọc Hiển có chiều dài bờ biển 98 km, ngư trường khai thác rộng hơn 10.000 km vuông. Toàn huyện có 451 tàu cá, riêng tàu có chiều dài từ 6m đến dưới 12m và dưới 6m có hơn 997 phương tiện, trên 7.654 miệng đáy biển, đáy sông. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều phương tiện sử dụng ngư cụ mang tính tận diệt nguồn lợi thủy sản, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái biển, sản lượng thủy sản dần cạn kiệt, kinh tế của người dân cũng gặp khó khăn. Huyện Ngọc Hiển quyết tâm đến cuối quý 3 năm 2024, đối với hộ dân hoạt động lưới kéo, đăng mành, hành nghề đáy biển, đáy sông, xe, xịp, tất cả phải dừng hoạt động, tự tháo dỡ toàn bộ, các trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Ngoài ra, huyện cũng chỉ đạo các ban ngành tập trung thực hiện các giải pháp để hỗ trợ cho người dân chuyển đổi ngành nghề phù hợp với khả năng để ổn định kinh tế, bảo vệ nguồn lợi thủy sản của địa phương. Thông tin từ đồn biên phòng Đất Mũi, mới đây đơn vị đã cử 4 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng ngư dân kịp thời hỗ trợ một tàu cá mắc cạn trên biển. Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 22 tháng 6 năm 2004, đồn biên phòng Đất Mũi tiếp nhận tin báo của ông Lê Văn Danh, ngụ ấp Kinh Hòn, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, là chủ phương tiện CM92581TS, hành nghề lưới. Trên tàu có 9 thuyền viên khi đang hoạt động cách cửa biển Đất Mũi khoảng 8 hải lý về hướng Tây Nam, do sóng to gió lớn làm tàu bị mắc cạn, có nguy cơ bị chìm và yêu cầu cứu hộ. Đồn biên phòng Đất Mũi lập tức liên lạc với 2 phương tiện đang hoạt động gần đó, đồng thời huy động thêm 1 phương tiện thuộc tổ tàu thuyền an toàn xã Đất Mũi cùng 4 thuyền viên và 4 cán bộ chiến sĩ của đơn vị ra biển hỗ trợ phương tiện mắc cạn. Đến 11 giờ ngày 23 tháng 6, tổ công tác cùng 2 phương tiện tổ tàu thuyền an toàn đã tiếp cận được phương tiện và hỗ trợ kéo thành công phương tiện ra khỏi khu vực mắc cạn, đưa phương tiện và thuyền viên vào bờ an toàn. Nhằm tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong mùa mưa bão, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm Trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh yêu cầu các đơn vị địa phương tập trung tuyên truyền vận động người dân mặc áo phao, sử dụng dụng cụ nổi khi đi trên phương tiện thủy nội địa. Phương tiện đi ban đêm phải có đèn chiếu sáng. Đối với Công an tỉnh, phối hợp thanh tra Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác tuần tra kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như phương tiện không đăng ký, đăng kiểm,
không trang bị đầy đủ các trang thiết bị an toàn. Người điều khiển phương tiện không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn theo quy định, chở vượt quá sức chở của phương tiện. Riêng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến quy định của pháp luật về khai thác tàu cá, nghiêm cấm việc sử dụng tàu cá chở khách du lịch từ đất liền ra các đảo, tham quan du lịch ven biển, trên biển. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ các cửa biển, xử lý nghiêm các tàu cá khai thác không đúng công dụng, đặc biệt là hành vi sử dụng tàu cá vận chuyển khách du lịch. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.